Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Tuổi Tý thông minh trong năm 2023 khẳng định sẽ là một năm cực kỳ thành công của bạn. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những thành quả như ý. Chỉ là chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, tuổi Tý nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương. Nếu bạn cứ tiếp tục yêu theo cách kiểm soát, bảo thủ thì tình cảm của hai người sớm sẽ tan vỡ. Về mặt kinh tế tốt, tuổi Tý là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ, chịu khó thì trong năm 2023 Quý Mão, không những tiền đầy túi mà công danh sự nghiệp cũng phất lên như diều gặp gió. Mời quý gia chủ tuổi Tý cùng theo dõi về tử vi vận trình của mình trong năm 2023 Quý Mão để biết được mình may mắn thành công đến như thế nào. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Tý năm 2023 Quý Mão. Tử vi tuổi Tý Quý Mão 2023 được đánh giá là bán cát bán hung, hung cát đan xen. Cục diện hình thái tuế đem đến những vận xui, biến động, vận khí trồi sụt rất mạnh, lúc thăng hoa tột đỉnh, lúc lại tụt dốc đảo điên. Nếu không vững vàng tâm lý, e rằng bản mệnh sẽ đón một năm rất vất vả và áp lực. Theo đó, công việc làm ăn tuy có thay đổi nhưng phần lớn không đem lại may mắn, không được theo như ý muốn. Tuy vậy, vẫn có quý nhân giải vây những lúc gian nan. Mặt khác, tiểu nhân vẫn hoành hành, châm chọc, cản trở con đường thăng tiến. Trong năm, đường tình duyên bất thuận, nhà cửa sẽ bị trộm cắp, ghé thăm. Nhà có trẻ nhỏ thì nên tránh để trẻ chơi một mình, nên hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như mèo hay chó để tránh những thương tích không đáng có. Năm nay, mệnh chủ tuổi Tý khi xuất hành cũng cần chú ý tới an toàn của bản thân và tài sản, tránh việc bị trộm tài sản. Trong năm 2023, Quý Mão, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Mậu Ngọ là tháng 5 âm lịch từ ngày 18 tháng 6 cho đến ngày 17 tháng 7 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Tý. Vào những ngày này, gia chủ không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp quan vận của mệnh chủ tuổi Tý năm Quý Mão 2023. Năm Quý Mão chịu ảnh hưởng lớn từ hại thái tuế mà công việc bất thuận, làm ăn khó khăn, bị tiểu nhân quấy phá, mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Theo đó, tinh thần bất ổn, liên tiếp phạm sai lầm khiến tiền bạc là tiêu tán, uy tín giảm sút. Cục diện tử vi bất phân hung cát nên công việc cũng có tốt xấu đan xen, mà tốt là có sự đổi mới hoặc mở rộng chuyện làm ăn. Người làm công ăn lương được quý nhân nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do cát thần tương trợ. Song hành với đó là một vài sự hạn chế, cục diện hình thái tuế với biểu trưng là những khó khăn, thách thức, sự cản trở từ mâu thuẫn thị phi khiến gia chủ khó mà hành sự thuận lợi ngay từ ban đầu. Mọi thứ đến với bạn không hề dễ dàng mà phải trải qua sự thử thách, tốn bao mồ hôi công sức. Trong năm, thận trọng khi hùn hạp làm ăn cùng người khác rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình, nghiêm trọng thì hao tổn cả danh dự và tiền bạc. Tử vi về tài lộc tiền bạc của mệnh chủ tuổi Tý năm Quý Mão 2023. Hại thái tuế mang điềm báo về sự cản trở, tiểu nhân quấy phá, khiến con đường kiếm tiền, làm giàu của tuổi Tý gặp nhiều trở ngại. Dù nỗ lực rất nhiều, song thu về không được như mong đợi. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả, nhưng chỉ đủ tiêu pha cho cuộc sống hàng ngày, không có dư nhiều. Nửa cuối năm có dấu hiệu tăng lương nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chưa có sự đột phá. Kinh doanh buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm, nhất là những ngành nghề liên quan đến thực phẩm và dịch vụ. Cần hết sức lưu ý, cục diện hình thái tuế xuyên suốt năm Quý Mão, làm gì gia chủ cũng suy tính cho cẩn trọng, tránh chủ quan khinh suất mà tiền vừa vào túi chưa nóng đã vội bay đi. Nói đơn giản hơn là có tiền mà không biết giữ. Năm 2023, tuổi Tý cần làm ăn chân chính, tránh sự mập mờ, lập cho mình kế hoạch tài chính cụ thể, có sự phòng bị trước, chi tiêu tiết kiệm để phòng bất trắc. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2023, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân thân Tý Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Tý năm Quý Mão 2023. So với năm 2022 thì năm nay, phương diện sức khỏe của người tuổi Tý giảm sút hơn hẳn. Áp lực từ công việc, tiền bạc và xung đột về tình cảm khiến tinh thần tuổi Tý bất ổn, nhiều lo toan căng thẳng. Tuy nhiên phần lớn không mắc bệnh tật nghiêm trọng hay các bệnh hiểm nghèo, có ốm đau cũng qua loa, nhanh khỏi, gặp được thầy được thuốc. Mệnh chủ cũng cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn, xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Ngoài ra, nữ mạng tuổi Tý cần đề phòng các bệnh về phụ khoa và thần kinh, nam mạng cẩn trọng với các bệnh về xương khớp và mắt. Con giáp này không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất đi việc nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh rỗi hoặc khi phải chịu áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi, đến những nơi trong lành để thay đổi tâm trạng hoặc trò chuyện, tham gia các hoạt động tập thể với mọi người. Cần tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi, nếu có thể thì nên đi du lịch thường xuyên để giảm thiểu áp lực. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Tý năm 2023 Quý Mão. Dưới tác động mạnh của hình Thái Tuế, chuyện tình cảm hay gia đạo của người tuổi Tý không được như ý nguyện. Đào hoa trong năm nay bạn là đào hoa sát, khiến mệnh chủ dễ có nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm quá dễ dàng có được nên chúng ta khó mà biết trân trọng, giữ gìn trong tay mình. Chỉ có thể là cơn mưa thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Với những người đã có đôi có cặp thì đây có thể là dấu hiệu bạn đã dễ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như là tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận, bạn có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Các cặp đôi đang yêu vấp phải không ít sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc sắc số thị phi nào đó. Nếu tình yêu không đủ lớn, e rằng khó vượt qua. Với nam nữ độc thân, cô thần hung tinh ảnh hưởng khiến suy nghĩ bí bách, xu hướng khép mình, ít giao lưu, mở rộng nên càng khó tìm được người ưng ý. Dù được mai mối cũng khó kéo dài mối quan hệ. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Tý trong năm Quý Mão 2023. Tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, tích lịch hỏa. Người tuổi này có nguồn tài chính rất vững vàng trong năm 2023. Đó không chỉ nhờ vào khoản tích lũy từ khi còn trẻ hay khoản hưu trí mà còn nhớ tính tiết kiệm của bản mệnh nên tiền bạc không phải lo. Bạn không chỉ tự do cho bản thân mà bạn đời và còn có thể nâng đỡ đần con cháu khi cần. Đời sống tuổi già vẫn khá là thoải mái, tuy nhiên nếu có ý định mua bán đồ có giá trị, bạn nên trao đổi với gia đình để tránh bị lừa lọc và mất tiền oan. Mọi việc trong nhà đều được con cháu đứng ra đảm nhiệm nên bạn không phải lao tâm khổ tứ. Người tuổi này giờ vậy có thể an tâm cùng bạn đời tận hưởng thời gian quây quần bên con cháu. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960, Bích Thượng Thổ. Năm 2023 có thể coi là một năm nhiều sóng gió với người tuổi Canh Tý. Phương diện sự nghiệp liên tục gặp khó khăn, trắc trở, đời sống tình cảm cũng nhiều sóng gió. Những phương diện mà bạn cần lưu tâm cũng nhiều hơn. Khoảng cuối năm vận trình dần xuống dốc, nếu có dự định đầu tư thì cần cực kỳ cẩn trọng, hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền hao của sẽ rất cao. Đã xác định đổ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định. Đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất phải khiêm nhường. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác. Tốt nhất nên tránh sự can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tang đố mộng. Theo góc nhìn tử vi tuổi Tý 2023, bước sang năm mới, vận khí của người cầm tinh con chuột sinh năm 1972 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan, tích cực thì sẽ khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Thực chất, gia chủ vẫn còn khá trẻ tuổi, do đó chớ nên vội vàng thỏa hiệp hoặc đầu hàng trước vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Hãy coi những biến cố mình gặp phải như một đòn bẩy để mình có thể thăng tiến hoặc đạt được những thứ hạng vượt bậc hơn trong tương lai. Chuyện đầu tư kinh doanh chớ nên vội vàng, cần thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công của bạn. Ở phương diện sức khỏe, do ảnh hưởng của cục diện hình Thái Tuế trong năm nay, nên bạn cũng lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đặc biệt nam mệnh cần tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên. Nếu không sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Hải Trung Kim, người tuổi Giáp Tý sẽ bước sang tuổi 39 trong năm 2023 này. Dù đã đến tuổi thành lập gia thất, nhưng rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định.
Đặc biệt, nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình, dễ chịu thiệt thòi. Khi lợi ích của bản thân bị xâm phạm, nhất định phải tìm cách bảo vệ quyền lợi của chính mình, đừng vội buông xuôi hay để người khác dễ dàng qua mặt, nếu không sẽ chỉ khiến tiểu nhân được đằng chân lân đằng đầu. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996, giản hạ thủy. Năm 2023, người tuổi Bính Tý có thể phải học cách một số việc không được như mong muốn của mình. Trải qua việc này, bạn có thể sẽ trưởng thành hơn và dũng cảm hơn khi đối diện với cuộc sống. Quan hệ xã giao của bản mệnh không được lý tưởng, bạn cần phải mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhận người khác vì những sự cố không ai mong muốn xảy ra. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu không ít khó khăn do công việc không ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Nếu gặp khó khăn về tài chính, bạn có thể nhờ cha mẹ và các thành viên trong gia đình giúp đỡ thay vì tham gia vào các khoản vay trực tuyến hoặc vay lãi nóng sẽ rất dễ nguy hiểm. Tình cảm gia đình không mấy thuận lợi cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc của bạn. Bạn cần phải có cách cân đối và giải quyết sao cho hợp lý, chớ nên đẩy mọi chuyện lên quá cao khiến cho người trong cuộc đều phải chịu tổn thương. Các gia chủ tuổi Tý trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy mà nhà Phật mang lại cho sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về là số tử vi của tuổi Tý trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.